Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp không, mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù kẻ thù, trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó khó trong phim tàu á. Nó nhà ba nó sắp chết, dặn nó con phải trả thù cho cha. Không chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ ba nó hỏi, giờ giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu hết. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói, con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm thôi. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời ơi, cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm, nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng á, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy, thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau, và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống bây giờ tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn vậy đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù, mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh đó, trù linh đó, là mình đạo lại. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý, sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy quan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì anh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam, là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì giờ bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó,
Nếu biết tên họ của anh, mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi. Thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh, và nếu muốn có thể khuyên anh thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng với cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được thương hoài ngàn năm. Tình không tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Xin thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không có, nếu không có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao, hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo? Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế. Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích. Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích, mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi, nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt, khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con, quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi, mình nhớ xin số phone. Còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc: sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi,
lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được. Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Tu hành phải đợi kiếp mô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc, chỉ cần tín nguyện là được về. Còn nhất tâm bất loạn thì nó tợ. Tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa Thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói làm sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm ạ. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mình nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên nói: thầy ơi, có một bà cụ á rất là muốn gặp thầy. Mà bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi.
Con cái ngày nào cũng phone, đi làm phone bà hoài để canh chừng coi bà làm gì. Má, má làm gì vậy? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại, cái má má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Pháp Hòa đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn. Nó loạn sóng rồi. Không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS. Cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây. Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi. Mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới, là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nè. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng như, mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó. Nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Để muốn ông bà nhìn ra mình với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Mình vốn là tỉnh, nhưng mà kể từ khi mình đi vào đời, mình tiếp xúc thì mình bắt đầu bớt tỉnh và bắt đầu tăng động. Để chúng để ý, mình quen biết nhiều là mình động nhiều. Tại sao? Nhiều phone và nhiều chuyện để nghe. Cho nên á, mình càng biết ít người thì mình càng lắng tâm. Nói như vậy không có nghĩa là xấu hay tốt, nhưng mà ở đây là một cái sự thật. Khi chúng ta quen biết nhiều thì chúng ta sẽ khó mà tịnh được, bởi vì sự quan hệ rộng lớn. Ngay cả khi mình đi vào khóa tu, mình không có từ chối làm bạn với ai, nhưng mà gặp nhau là xá chào, nói chuyện an lạc. Còn chuyện người nào mình cũng khều hỏi, chị ở đâu, con làm gì, lương nhiêu tháng. Cái một lát mình nhớ bà 7 và bà 8. Mình nhớ lung tung trong đầu, mà thiệt sự cuối cùng 4 ngày mình không phật không nhớ pháp nhiều hết, tại nhớ mấy kia. Cho nên nước á, là tượng trưng cho định. Hoa mà mình rắc ở trong cái thao nước đó là tượng trưng cho giới. Tâm mà muốn sạch thì lấy giới, lấy định gột rửa. Cho nên trong thao nước đó đủ ba yếu tố: giới, định, tuệ. Người giữ giới như trang điểm trên mình những bông hoa tươi đẹp. Tại vì ai nhìn mình cũng biểu, cũng thấy được cái nét đẹp của người thanh tu. Cái người có tu nhìn tướng hảo khác, người không có tu nhìn nó sầu khổ, nó héo hon khác. Cho nên mình có tu tập là có sự tươi mát. Thì Pháp Hòa xin nhắc một cái ý nghĩa như vậy,
Để khi chúng ta tắm Phật thì chúng ta biết rằng có nhiều vị tắm xong rồi múc miếng nước vuốt đầu le lưỡi liếm rồi vậy đó. Với ý nghĩa là xin Phật phù hộ, không sao, cái đó là cái niềm tin của mình. Nhưng mà cái đó là sơ cơ và rất là tín ngưỡng theo nhân gian. Còn mình hiểu biết sâu sắc là Phật là bản tâm thanh tịnh của mình, nhưng bởi vì mình giao tiếp nhiều cho nên bớt đi rồi, thôi thì lâu lâu mình phải tắm, nghĩa là sự nhắc nhở cho thân tâm mình. Cũng giống như mình cúng nước trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải lắng đình như nước. Mình cúng hoa trên bàn thờ là để nhắc nhở mình phải sống đẹp, sống tốt như những đóa hoa, và biết rằng hoa sẽ héo như đời mình sẽ tàn, nhưng khi trước khi nó héo tàn hãy sống thật đẹp như hoa. Đó là ý nghĩa dân hoa cúng Phật. Dân trái cây là để nhắc nhở mình nhân quả, trồng nhân nào hưởng quả đó. Cúng trái cây là nhân, cúng hoa là cúng trái cây là quả, cúng hoa là nhân. Cho nên người ta thường nói đông bình tây quả, luôn luôn là hãy hướng đông, đây là hướng tây phải đối lại. Thì giờ mình để phía nào cũng được, nhưng mà ý nghĩa đông bình tây quả là luôn luôn quân bình. Hễ bên này bình bông thì bên này dĩa trái, nghĩa là luôn luôn mình quân bình giữa đời và đạo. Mình chưa phải là người xuất gia, mình còn là người tại gia thì phải quân bình đời sống tu tập của mình và bổn phận đối với gia đình. Mình quân bình được như vậy thì mình là đông bình tây quả. Mỗi khi mà chúng ta, quý vị thấy á, ngày hôm nay nè là ngày thứ tư của khóa tu rồi, là đây là cái giây phút mà sắp sửa chia tay rồi. Hết một khóa tu mới, ngày nào mình nhộn nhịp, mình nao nức, mình đi tham dự khóa tu. Y bữa nay đắp còn luộn thuộn mà hết ngày rồi. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi buổi chiều tụng kinh đó, lúc nào cũng nghe câu ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Thế nào là sống sâu sắc và thế nào là sống thảnh thơi? Quý vị nghe câu chuyện này chưa? Cái bài này hát sao quên rồi? Không, đầu tiên câu này hát sao? Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Ở trong cái tiệm nail đó có cái cô đó, cổ hát hoài bài này, đi ra đi vô cổ hát hoài, ngày nào cũng hát từ sáng tới chiều. Cứ dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, cổ hát riết cái mấy cái ông làm chung đó. Bà tôi nói bà nghe nha. Bây giờ tôi mời bà lên cái tôi lại bà. Để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Hồi nãy mình có nói chữ tư á. Thiền được định nghĩa là tư lự. Con người mình ai cũng có suy nghĩ hết á. Nhưng mà đa phần chúng ta nghĩ cạn là chúng ta nói sai. Và làm đổ vỡ hạnh phúc, làm mít lòng mọi người là chúng ta thiếu cái gì? Thiếu cái sâu sắc của cái suy nghĩ. Cho nên sống sâu sắc không có phải là thâm độc. Có nhiều người nói trời ơi, người đó coi vậy chứ sâu lắm. Không có nói theo thâm lắm. Chữ sâu sắc là gì? Là người đó có cái chiều sâu khi nói năng. Vì sao? Trước khi nói có suy nghĩ. Thí dụ nha, bây giờ mình suy nghĩ cái việc đó kỹ càng trước khi mình làm. Và khi mình suy nghĩ kỹ càng mình làm rồi đó, thì mình làm trong thảnh thơi mà không ép uổng nó phải thành cái đó. Võ Hòa ví dụ như giờ mình nuôi con, mình mong con mình tốt, cho nên mình suy nghĩ rất kỹ phải làm gì cho nó, đầu tư làm sao cho nó. Nhưng mà khi quý vị đầu tư cho con rồi, nhớ thảnh thơi. Tại vì mình không thảnh thơi nghĩa là mình ép uổng nó. Thí dụ mình nói con, mẹ muốn con học, nhưng nó học cái gì để nó chọn? Mình chọn cho nó cái môn nó không thích,
thì nó không có học hết lòng, hay là nó nể mình, nó sợ mình nó học, nhưng mà trong lòng nó đau khổ. Như vậy là thiếu phần sâu sắc, và cả hai không thảnh thơi. Nó học nó không thảnh thơi, mà tâm mình thì hồi hộp, sợ nó không lo học. Cho nên cuối cùng một ngày trôi qua không sâu sắc, không thảnh thơi. Thảnh thơi đây không có nghĩa là thờ ơ mặc kệ, không phải vậy. Nhưng mà biết tùy duyên ở mọi pháp, mọi việc. Cái người sống tùy duyên là người cái tâm họ có thảnh thơi. Tại vì trên đời này có những cái mình không bao giờ mình bắt nó như ý mình được. Cho nên sống cho sâu sắc và thảnh thơi đó. Chữ sâu sắc không có nghĩa là mình thâm độc, thảnh thơi không có nghĩa là mình thờ ơ, mà mình biết hưởng những cái gì mình đang có. Phó Hòa thưa đại chúng như là nhiều khi ha, mình nấu một bữa cơm rất là cực, trời ơi tỉ mỉ nấu, trang trí được dữ lắm, tối hồi ăn ngốn ăn miếng, ăn không biết thưởng thức gì hết. Thành thức làm thì rất cực, mà hưởng thì không hưởng. Vậy thì làm sao mình thảnh thơi được? Đã nấu thật là hết lòng thì ngồi thảnh thơi ăn. Cho nên có nhiều vị đổ bánh xèo, bánh khọt gì làm xong hết rồi mới ngồi lên ăn thảnh thơi được. Tại vì cái món đó mà ta cứ kêu mình đổ hoài cái mình ăn không ngon. Thí dụ vậy. Cho nên thảnh thơi là mình cái gì mình làm thì mình biết sống. Tiếng Mỹ là mình enjoy chút. Và mình biết tùy duyên, tùy thuận mọi pháp, mọi việc, mọi người. Trong chương trình là buổi này không có, nhưng mà tại vì em thì hay hát nhạc yêu cầu chờ giờ yêu cầu thì phải làm, nhưng mà em làm trong thảnh thơi, ông không có làm trong câu có. Em cũng không có cằn nhằn cô trụ trì là không ký hợp đồng mà bắt làm suốt em không có nói là quý vị gì cả, tại vì mình thích làm việc đó. Cho nên cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta sống với nhau, chúng ta cần có sự thảnh thơi cho nhau. Ví dụ cũng đừng bắt uổng người đó phải theo ý mình, và cũng đừng bắt mình phải theo ai. Nhưng mà mình biết nhìn sâu sắc phải làm gì cho người thân hạnh phúc. Thí dụ mình có gia đình rồi thì mình phải hy sinh cái phần la cà ở quán cà phê, tại mình không phải là single như ở đó nữa. Thì nhiều khi mình bỏ bớt cái giờ đi chơi riêng để lo cho phụ vợ, lo cho con, lo cho gia đình. Đó là người có sâu sắc và thảnh thơi, không có cằn nhằn. Tại bà mà tôi không được đi thăm bạn tôi ở quán cà phê thì mình làm cho người khác khó chịu, vì người ta nghĩ rằng người ta làm ép của mình. Mình có sự sâu sắc nhưng mà cũng có sự thảnh thơi. Có nhiều khi mình hy sinh một cái việc gì không phải là mình lỗ lã, mà mình biết nghĩ sâu làm việc đó cần. Và thảnh thơi trước mọi công việc khi chúng ta làm. Nhận cái đó làm rồi thì thảnh thơi việc đó. Cho nên chữ sâu sắc thảnh thơi nhiều ý lắm. Và cần cái sự thực tập. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa thường thưa là mình học Phật. Và cái bổn phận của chúng ta là làm sao học Pháp, hành Pháp để cuộc sống có hạnh phúc. Đó là ý nghĩa quy y với Phật. Chứ không phải mình quy y để được Phật cho mình cái gì. Nếu có cho là cho mình giáo pháp, cho mình sự sâu sắc để mình sống thảnh thơi. Người có giáo pháp trong tâm lúc nào sống cũng thảnh thơi. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Của mình thì mình dùng, không phải của mình không lấy. Đó. Ta thảnh thơi vô cùng. Ví dụ bây giờ được bầu làm hội trưởng thì ta làm hội trưởng, mà ta không tranh đấu thêm để làm extra hội trưởng hay là kim này kim kia. Còn mình không thảnh thơi được với cái danh chức đó thì cứ kiếm mãi tìm hoài, cho nên đau khổ. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, những việc mà nó xung quanh mình á, nó không cùng, nó không cùng đâu. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết thảnh thơi sâu sắc và thấy rằng cuộc đời ngắn ngủi, sống cho sâu sắc và thảnh thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Hồi nãy Pháp Hòa cúng cho mấy em còn trẻ, hôm nay 49 ngày. Thì khi cúng xong, Pháp Hòa có nói với người thân của các em, với cái nhìn tương đối,
Chúng ta buồn khi các em mất trẻ, nhưng mà với cái nhìn chân lý, chết trẻ chết già không phải là vấn đề, mà cái vấn đề là chúng ta sống như thế nào trong tim của người ta. Còn chết này ai cũng chết. Nhiều có nhiều người chết xong rồi nhưng mà nhắc tới người đó sống mãi trong tim ốc của người khác, người đó bất diệt. Còn cái thi thể này, hình hài này sẽ hết. Cho nên hồi nãy có một câu hỏi trong này, nãy qua dở sơ sơ qua thấy đó. Hỏi là trong Sám Dược Sư có câu là đưa con ra khỏi biển hai chết và đặt con lên trên bờ ba đức. Ai nhớ Sám Dược Sư có câu đó? Biển hai chết là gì? Một là phần đoạn sanh tử, hai là biến dịch sanh tử. Sanh tử là một việc có trong thế gian này. Này, hoa này nè, nó đã sống, nó đã mọc lên, mình tạm gọi là sanh. Rồi bây giờ nó đang trụ ở trong cái bình này, nhưng mà trong khi nó trụ thì nó dị nè, đó, bữa nay héo mấy cánh rồi nè. 5 ngày nữa là nó diệt. Nó đi theo 4 tướng trạng: sanh, trụ, dị, diệt. Giống như mình nè đó, bây giờ mình đang trụ, chứ trong thời gian trụ là nó dị mỗi ngày. 1 năm là thấy bạc rồi, mới có 3 tháng sao 3 chân rồi. Mặc dù sáng nào cũng vậy nè. Nhưng mà sao càng kéo nó càng nhiều chân. Sanh, trụ, dị, diệt. Một ngày sáng ra mình, ô, hôm nay là ngày mới, tưởng đâu nó dừng vậy, không. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, một ngày nay nó đang dị, nó đang thay đổi để hết giờ mình đi về. Vậy thì cái mà cái sống, cái sanh tử là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Và cuộc sống này luôn luôn sanh thì tử, đến thì đi, còn thì mất, được thua, không bao giờ chỉ có một, lúc nào nó cũng có đối tượng. Cái khăn có mặt trái, mặt phải, áo quần vân vân, cái nào cũng có hai. Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là phần đoạn sanh tử. Trước sau gì ai trong chúng ta cũng sẽ đến cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử này. Đến một lúc nào đó mình phải đoạn đi mạng sống mình để đi vào cái cõi gọi là chết. Cái này có à? Không muốn cũng không được, làm cái gì cũng không được hết. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng mà đi tìm thuốc trường sinh làm gì có. Nếu mà có thuốc trường sinh thì ông tiên mà ông luyện ra trường sinh chết trước. Ô, ông sống lâu. Đấy, em không phải nói lộn đâu nha, mà em đang thử coi có ai ngủ không. Nhưng mà cho dù có lộn cũng chẳng sao. Vì sao? Hột gà, hột vịt còn lộn mà. Biến gọi là gì? Nhất phần đoạn sinh tử này nè, sẽ có một ngày nha. Nhưng có một cái chúng ta cần có, đó là biến dịch sinh tử. Dịch là gì? Là dời. Thí dụ như Trung Hoa có quẻ dịch, chữ dịch là di dời nó. Hồi đó đó tôi dở ẹt à, tôi hay nóng nảy lắm. Kể từ khi tôi biết nghe pháp, tôi biết quán chiếu rồi tôi đỡ lắm, tôi không có nóng nảy như ngày xưa. Bạn tôi bây giờ nó cho nhìn anh bữa nay á, trắng trẻo ra, hồi đó nóng đen hoài. Cái người đó có cái gì? Có biến dịch, có thay đổi. Con người mà sống từ đây cho tới chết nên có cái biến dịch sanh tử để người ta đỡ một chút. Sống mà bất di bất dịch, tôi vậy đó, chịu theo. Cái người sống chung với mình chết trước, ta tức quá, ta nói người ta chết trước. Còn mình thì tôi vậy đó. Mình nên sống mà đó có hạnh phúc cho nhau, là nên có một thứ chết gọi là biến dịch sanh tử. Mà anh biến hay không á, thì trước sau anh cũng sẽ tới một cái chỗ gọi là phần đoạn sanh tử. Nhưng nếu anh biết biến dịch sanh tử thì anh làm cho người khác hạnh phúc, an vui, khi ra đi anh cũng an lòng. Sống mà có làm gì được lợi cho người ta chút.
Cho nên sâu sắc thảnh thơi, sẵn đâu có trả lời luôn câu đó: đưa con ra khỏi biển hai chết mà đặt lên trên bờ ba đức. Ba đức là gì? Là giải thoát, là pháp thân, là bát nhã. Mình tụng ăn trưa hoài đó, ba đức sáu vị, tam đức lục vị, có khi gọi là ân đức, đoạn đức, trí đức. Người có trí sẽ đoạn. Cho nên Văn Thù Sư Lợi cầm cái kiếm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầm cái kiếm trên tay là tượng trưng cho trí tuệ sắc bén, có thể chặt đứt mọi khổ đau phiền não. Cái đó gọi là đoạn đức, vì người đó có cái trí để đoạn. Và khi chúng ta đoạn được cái đó rồi, nhờ đâu? Nhờ cái ân đức của Tam Bảo, của Phật cho mình cái hiểu biết, cái tuệ giác đó. Hay nói cách khác là chúng ta có bát nhã cũng là trí tuệ. Giải thoát là chúng ta đoạn. Cho nên pháp thân, bát nhã, giải thoát nó tương đồng với trí đức, đoạn đức và ân đức. Nói cái nào cũng được. Sở dĩ chúng ta đi chùa, chúng ta học pháp, chúng ta tu là vì chúng ta muốn có cái biến dịch sanh tử. Vì chúng ta biết rằng trước sau chúng ta cũng sẽ có một ngày gì? Phần đoạn sanh tử. Nhưng hãy sống với cái tâm niệm biến dịch sanh tử. Bây giờ mỗi tối trước khi đi ngủ, quán lại: ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, nhìn mình cho kỹ, ta đã làm gì? Trời ơi, sáng hôm nay nóng nảy nói tầm bay tầm bạ, biết bao nhiêu người đau khổ, thí dụ vậy. Thôi, mình hứa với lòng, từ nay về sau không nói gì nữa. Thì ngay cái giây phút đó mình phát nguyện biến dịch. Biết đâu chừng ngủ đi luôn sao? Chứ cuộc đời này sao nói được? Dép dưới giường, lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, hô hấp thở vô thở ra, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Xét nhân thế vì sao ngắn ngủi, trách cho thân để khổ cho thân. Bài sám đó tên là bài sám khuyến tu. Da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phân sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bợn, mũi giải đàm kinh tởm xiết bao. Bên ngoài rẹp đút mũi đeo, bên trong sáng lãi lẫn vào nhớp chưa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Pháp Hòa khoảng chừng 14 tuổi, có một cô Phật tử người Huế: chú ơi, chú đừng có tùng cái bài ní, tôi nghe ợn quá. Tùng chí mà nghe lài, nghe sạn ợn quá. Mỗi lần mà tụng cái bài đó mà nhớ, tới bây giờ mà vẫn nhớ cô đó. Mỗi lần mà tụng mà lâu lâu nhắc lại bài sám đó là cái hình ảnh cái cô người Huế đó cổ hiện trong đầu mà. Chú ơi, chú đừng tung bài sám đi, nghe ợn quá. Răng mà ợn. Tùng chí sạn lại, kính chí là. Bên trong sạn lại lần vào nhợp chưa, nồi nồng bực ngay trưa tiệc hà, cơn lành lùng đến giả chiều đấm. Xẹt thân nhớ khổ vô cùng, dứt lòng tham luyện, khởi lòng thoát lý. Thoát lý là giải thoát nữa. Vậy quý vị hiểu ha, hai chết không? Hai chết là hết chai. Mình tu là để đi tới cái biến dịch sanh tử này. Mà mình có biến dịch như vậy đây là đời người thân mình đỡ khổ lắm. Ai mà không có tật, ai mà không bệnh, bệnh hết được mà tật lâu hết lắm. Cho nên kêu bệnh tật. Tật là mình phải sửa, bệnh thì uống thuốc. Cho nên mình sửa, ví dụ người ta bị trật gân, trật cốt gì, sửa gân, sửa cốt. Tại vì vốn nó không phải vậy. Mà bữa nay do mình đi không cẩn thận, trật chân, trẹo gân, trẹo cốt. Vốn mình không phải vậy. Nhưng mà tại vì mình sống bệnh lây, cho nên mình mới trật gân, trật cốt, ta là trật đường rầy, trật cách sống, sửa được.
Người có lòng từ nên làm chuyện đó để người thân hạnh phúc. Đó là hóa độ chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh phiền não của mình mà độ thì độ luôn được chúng sanh ở ngoài. Cho nên tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Hai câu đó đi chung. Quý vị tụng môn sinh thí thực của ngài đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ chúng sanh bên ngoài, mà tự tánh chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là độ phiền não của mình. Mà hễ phiền não chúng sanh này mà độ được thì ngoài này mình độ được. Mình nói ta nghe. Thí dụ mình kêu con đừng làm vậy con. Nó chắp tay lại nói: tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôn con, con tôn mẹ bảo, con tôn con phải đi thẳng. Tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười. Con tôn con nó tấp cha tấp ta chắp tay lại nó nói: con rằng lại mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Con tôm. Em trở lại tiếng của em rồi. Tưởng đâu em còn nói tiếng Huế à. Xin hỏi thầy, Phật dược sư cầm tháp 7 tầng nghĩa là gì? Thì tại nó thiếu 3 tầng kia. Thưa đại chúng, ở trong Phật giáo tháp là một biểu tượng cho sự vun bồi. Tháp thì có nhiều loại lắm, tháp 3 tầng, tháp 5 tầng, 7 tầng, 9 tầng, 13 tầng, vân vân. Nhưng mà đa phần mình nghe tháp 7 tầng, hay có khi xây tháp 9 tầng, phải không? Dù cho 9 bậc phù đồ cũng không bằng làm phước cứu cho một người. Trong cái phần giới sa di có câu: dù cho xây tháp cao đến vạn trượng cũng không bằng một người xuất gia trì giới. Dễ sợ chưa? Như vậy thì quý vị thấy mà quý vị tu mà xuất gia một ngày, trì giới một ngày là hơn một người gọi là xây tháp vạn trượng. Ở đây Phật dược sư cầm một cái tháp. Thường thường trong mấy chùa người Hoa hay thờ ba tượng Phật, gọi thường người Hoa gọi là Tam Bảo Phật. Ở giữa thờ Phật Thích Ca, ôm cái bình bát, cầm cái bình bát. Một bên thờ Phật Di Đà cầm hoa sen, một bên thờ Phật Dược Sư cầm tháp 7 tầng. Cái tháp đó được gọi là Như Ý Tháp. Mà tại sao 7 tầng? Người ta thường gọi là Bảo Tháp, vì tháp đó làm bằng 7 của quý: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người tu chúng ta muốn xây dựng đời mình, hay là nói chung là tất cả chúng ta, ai muốn xây dựng cuộc đời mình an vui hạnh phúc, phải nương theo bảy thứ tài sản mà người tu cần có. Một là tín, là niềm tin. Hai là văn, là nghe. Ba là tàm quý. Tàm là mà một, tàm là gì? Là hổ thẹn với mình. Quý là hổ thẹn với người. Là bốn rồi. Thứ năm là giới. Thứ sáu là tuệ. Thứ bảy là xả ly. Pháp Hòa nói lại ha: tín, văn, tàm, quý, giới, tuệ, xả ly. Người có bảy cái này là người đó có bảy thứ tài sản quý báu, xài hoài không bao giờ hết. Để chúng để ý mà có hột xoàn vào cỡ nào mà xài là hết, phải không? Mà đặc biệt bảy thứ này càng xài càng không hết mà lại tăng trưởng. Ví dụ như giờ văn là nghe, mà càng nghe pháp thì mình càng bồi dưỡng cho thân tâm mình chứ không mất đâu. Cho nên hột xoàn kim cương càng xài càng bị thiếu thốn. Còn người có biết nghe pháp rồi, càng nghe tâm tư càng mở, sự chấp trước của mình càng thư giãn ra, sự phiền não của mình càng giãn ra. Cho nên người có văn là người có tài sản quý báu. Tại vì trên đời này có nhiều người không có chịu nghe, họ thích nói hơn thích nghe.
Cho nên đó, nghe là một cái của quý. Nghe cái đau khổ của người, mình nghe những cái lời mà người ta xây dựng vân vân. Cho nên đó là bảy thứ quý mà tháp Phật Dược Sư. Nhưng mà tại sao Phật Dược Sư cầm cái tháp mà gọi là tháp bảy bát? Bởi vì Dược Sư là thầy thuốc. Người có được bảy thứ này thì có khả năng trị bệnh, có khả năng trị bệnh. Ví dụ như thầy thuốc mà không có giữ giới, không có lòng từ, không có trí tuệ. Trong kinh kể câu chuyện có cái ông đó đó, có cái ông đó, ổng làm thầy thuốc. Thì người ta tới trị bệnh cho ông, trị bệnh ông. Thì sau khi mà trong khi người ta bệnh á, người ta nói ông hết trị tôi hết bệnh đi, tôi trả một số tiền lớn. Khi trị bệnh hết á, người ta quỵt tao không trả. Ông không nói gì hết. Người đó trở lại thay thuốc á, kỳ này ông thay một thứ thuốc độc, đắp vô con mắt người đó đuôi luôn. Thay vì ông có khả năng ông chữa bệnh, nhưng mà bây giờ á, tại vì ông bị gạt, hứa trả tiền cho ông mà không trả, cho ông ghét, ông làm đuôi cái người đó luôn. Thì cuối cùng cái nhân cảo lạo gì, cái quả ông lại gì, ông trở thành một tỳ kheo mù ở trong giáo đoàn của Phật. Nhưng mà cái phước tài cứu người nhiều người khác cũng khó, nhưng mà cái nghiệp mà hại một người cũng khó. Cho nên được làm một người tu, nhưng mà người tu mù mắt không thấy được. Rồi trong khi Phật thuyết pháp, có một con ốc nó nằm đó nó nghe. Ông đi ngang con ốc, ông lỡ chân ông đạp nó chết. Phải không? Do mù thấy đường đạp con ốc chết. Mà con ốc nằm đó, con ốc được nghe pháp. Cho nên sau khi con ốc chết, con ốc được sanh lên cõi trời. Câu chuyện đó chỉ muốn kể là mình gieo một cái nhân gì, dù một chút cũng có cái thiện lành. Cho nên người mà có được cái bảy thứ tài sản là vậy. Dược sư là thầy thuốc, nghĩa là chúng ta có cái này thì chúng ta có khả năng giúp đỡ người khác trị bệnh. Bạch thầy, cho con hỏi quy y rồi có điều kiện gì không? Như là ăn chay, đi chùa, member fee, membership, tức là thẻ hội viên, trả tiền thẻ hội viên. Thật ra thì không có đặt điều kiện gì hết. Nếu mà nói có điều kiện là quy y rồi thì chúng ta phát tâm tu tập, đó là điều kiện. Thì bây giờ muốn phát tâm thì mình bắt đầu từ cơ bản trước. Nói điều kiện chứ là không, tu không có đặt điều kiện gì hết á. Phát tâm thôi, phát tâm làm thôi, chứ không ai có điều kiện gì hết trơn á. Nhưng mình nói điều kiện là để cho tạm nghe vậy đó. Chứ còn nói đúng ra là khi quy y rồi phát tâm làm một vài việc, để cho cái bước đi của mình nó thật là vững chắc. Quy y giống như để hạt đất, hạt mầm xuống đất vậy đó. Rồi bây giờ mỗi ngày lại Phật, ăn chay, tụng kinh hay đi chùa vân vân, nghe pháp nữa, là nước tưới. Để cho mỗi ngày cái hạt đó bắt đầu nó sanh cây nảy mầm. Chứ còn gieo cái hạt đó để đó cũng giống như quy y xong rồi không biết thầy mình không có nhớ chùa nhớ chiều, không tu tập gì nữa hết. Để mai mốt tôi chết tôi có passport tôi đi rồi. Passport mà hết 5 năm nó hết hạn, lâu lâu phải renew. Cho nên điều kiện mà không điều kiện, nó đúng hơn là chúng ta phát nguyện. Bởi vì chúng ta bắt đầu gieo hạt rồi thì chúng ta tự thấy bổn phận của mình trong cái công việc nuôi dưỡng hạt giống này. Tập ăn chay mỗi tháng ít nhất một ngày, đi làm về tối trước khi đi ngủ xá Phật hoặc lại Phật, ít nhất ngày cũng nghe được 30 phút một bài pháp. 30 kia thì mình ngủ rồi, 30 phút đầu là mình nghe thôi cũng được, thầy cũng có phước. Thầy giảng mà mình ngủ thầy cũng có phước thôi. Thưa thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắt trong gia đình mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh đau ốm hay tai nạn mới cầu an.
Sau buổi hành lễ, quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều, lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm, xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo, rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Không, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà, cha mẹ mình, đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng đóng ruột cho quý thầy á. Coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó có. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh á, phải không? Mà gặp mấy cô, gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Lestra Alexandra. Thì đọc rồi ở dưới này tủm tủm cười, phải không? Thì cô này cũng thấy cũng có lý. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ, Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc và thầy còn trẻo miệng, Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi, không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn, nên đem đổ như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè, rồi mình lại mình nói với người ta. Người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu em trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm, Quan không nhìn. Nói em mà du khách off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu. Chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ. Tôi đâu có thích chè táo sọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng, phải không? 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình, nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng, mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên, gạo hai con tôm, gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè xôi hoa trái, hễ mà trái cây, thậm chí xin thưa đại chúng vậy nè,
Có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cũng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè sôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sấm sét vậy, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh, trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống này. Mình phải tùy chuyện đi. Họ làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên. Mà Pháp Hoài hay chọc hoài à, thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương, hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm dĩa trái cây nữa, thành nguyên bàn thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, Ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì Ngài cứ thấy có một con thằng lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà Ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằng lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằng lằn đã chết. Thì câu chuyện đó Ngài mới kể là Ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằng lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằng lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là bao. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó đó. Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó. Thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu, có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy. Có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú Đại Bi. Dạ ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm, phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu. Còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh, trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết, mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm. Và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình, đến ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bát quan trai là giữ tám giới, trì chú Đại Bi là nương năng lực của Đại Bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung.
mục đích nói chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á, và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta nương cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ thôi tôi phải tu Bát Quan Trai ngày, tại vì Bát Quan Trai là giữ giới, rồi mai tôi được, mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú Đại Bi để tôi phù hộ. Và mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu nữa. Thầy nói ra cái đó tùy anh em mình, lợi ích đều có giống nhau. Bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi, người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái, cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn, tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó át cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ H chứ không phải là cu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu quyền, cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu, và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu, để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói, trời ơi, Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó có mà. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên đó, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì?
ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cũ huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẩm, mọ, ông mẩm gì đó sẽ trên trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, lẽ ra thì chúng ta không có chương trình, nhưng rất đông Phật tử về đây có lòng muốn nghe Phật Pháp và đã viết lên những câu hỏi liên hệ đến đời sống tâm linh của mình. Thì Pháp Hòa xin tạm dùng cái thời gian này để chia sẻ với quý vị. Và trong khi chia sẻ, nếu có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. Và cuối cùng, xin được cảm ơn toàn thể đại chúng ở nơi tu viện Quyền Quang đã hết lòng yểm trợ cho khóa tu được thành tựu viên mãn tới bây giờ. Đặc biệt là quý vị giới tử ở từ các nơi, không quản ngại đường xa, cũng như là sức khỏe hoặc là công việc của mình,